Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bất ngờ ít ai biết đằng sau dự án của ô tô VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Sự kiện xe hơi điện VinFast triển lãm tại Mỹ với cam kết của hãng này có thể giao xe đến tay người tiêu dùng ở Mỹ chậm nhất là vào cuối năm 2022, khiến không ít người Việt Nam cảm thấy tự hào vì một thương hiệu Việt Nam không tên tuổi lại có tham vọng bước chân vào một thị trường cạnh tranh cao độ như nước Mỹ. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng VinFast chỉ chém gió quăng bom như kiểu quăng nổ với chiếc điện thoại Bphone xuất khẩu vào châu Âu, nhưng với những chi tiết ghê gớm rằng Bphone được xuất khẩu cho cường quốc quân sự và chỉ dành cho yếu nhân hay còn gọi là khách VIP. Tất nhiên, người đọc cũng khó mà kiểm chứng được sự ghê gớm ấy cụ thể đến như thế nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tử Quảng vào hôm 22 tháng 3 cho biết điện thoại Bphone của ông được xuất khẩu vào châu Âu nhưng dành cho cường quốc quân sự và được sử dụng cho yếu nhân hay còn gọi là khách VIP. Cũng hay như điện thoại smartphone V-Smart của Vingroup đang có dấu hiệu chết yểu ngay trên sân nhà ở thị trường Việt Nam cũng cho thấy Vingroup không phải là dự án nào cũng thành công. Cũng như điện thoại V-Smart, dự án xe hơi của Mỹ. Để sản xuất xe điện thì rất nhiều, nhưng nếu VinFast vào Mỹ có tính chất thiếu thực tế và ảo tưởng bởi lẽ công nghệ không phải là thế mạnh của Việt Nam. Báo chí trong nước hôm 29 tháng 10 cũng đồng loạt cho biết VinFast vừa ghi nhận mức lỗ kỷ lục gấp đôi năm ngoái. Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2021 cho thấy VinFast lỗ 11,3 nghìn tỷ đồng, tức là 491 triệu đô la Mỹ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái là 6,6 nghìn tỷ đồng, tức là 287 triệu đô la Mỹ. Ông Thúc Phạm, một nhà báo từng làm biên tập viên cho VTV hiện sống ở Hoa Kỳ, đưa ra bình luận mà ông cho rằng trái tài khó chịu đối với ông Phạm Nhật Vượng về xe hơi điện VinFast vào Mỹ. Nội dung được chia sẻ như sau. Vụ ô tô VinFast tôi đã nói nhiều lần về bản chất của dự án này. Cá nhân tôi không rõ anh Vượng làm gì khi một lúc anh tham gia vào hai thị trường kinh doanh khủng khiếp nhất thế giới, đó là điện thoại di động và ô tô. Tôi nói luôn, quan điểm của tôi đó là anh Vượng rất giỏi trong việc thâu tóm đất đai, phân lô, bán nền, xây chung cư, nhờ tài đi đêm của mình. Trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, anh là số 1 bởi đơn giản anh độc quyền. Còn điện thoại hay ô tô lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, bởi tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng thế giới họ không làm được thì Việt Nam, một đất nước zero về công nghệ và khoa học, càng không bao giờ làm được. Thị trường ô tô hay điện thoại di động giờ đây đã trở nên quá bão hòa và là sự độc chiếm của những ông lớn trên thế giới chia miếng bánh với nhau. Đây là hình ảnh Vingroup tuyên bố dừng sản xuất điện thoại V-Smart từ tháng 5 năm 2021. Trong lĩnh vực ô tô từ phân khúc thấp, trung cấp, cao cấp đều đã có những nhà sản xuất như Toyota, Hyundai, BMW và Mercedes. Điện thoại di động thì có Xiaomi, Huawei, Samsung, Apple và nhiều hãng khác. Giàu có, vĩ đại như Microsoft, ti toe nhảy vào làm điện thoại chết sặc máu. Một anh đại gia cỡ lớn như Sony cũng từng tuyên bố không làm điện thoại nữa vì không cạnh tranh nổi với Trung Quốc và Hàn Quốc. Vậy anh Vượng nghĩ mình nhiều tiền hơn Microsoft và Việt Nam có trình độ công nghệ cao hơn Mỹ hay sao? Ngành ô tô còn khủng khiếp hơn rất nhiều. GM là một công ty ô tô trong lịch sử đã từng đứng hạng top thế giới của Mỹ, nhưng giờ đây do không chịu cải tiến và đã không thể cạnh tranh nổi với ô tô của Nhật Bản hay Hàn Quốc. Hậu quả là chính phủ Mỹ đã phải tung hàng chục tỷ đô la ra để cứu, nhưng đến giờ vẫn không ăn thua. GM vẫn sống ngắc ngoài và trông chờ vào bầu sữa của chính phủ. Malaysia thì cách đây mấy chục năm tự hào tuyên bố về thương hiệu ô tô Proton với tỷ lệ nội địa hóa gần 70%, tức là made in Malaysia tới 70%. Mà giờ đây chính phủ cũng đang mỗi năm phải bỏ ra tới 3,4 tỷ đô la để nuôi báo cô. Nên nhớ, nền công nghiệp Malaysia phát triển gấp mấy lần Việt Nam thì họ mới có khả năng tự nội địa hóa sản phẩm của mình lên đến tỷ lệ 70%. Không phải như cái xe của anh Vượng đặt hàng nguyên con của nước ngoài rồi gắn cái mác của mình vào rồi hô hào là tự hào Việt Nam. Nhưng cái gì cũng phải đi thuê của nước ngoài, đặt ở nước ngoài. Nếu sản xuất ô tô chỉ là đi đặt hàng rồi mua công nghệ thì quá đơn giản. Chắc ô tô Trung Quốc bá chủ thế giới từ lâu rồi. Vì ai nhiều tiền bằng Trung Quốc cho được? Đây là hình ảnh bán chạy nhất Trung Quốc là xe hơi điện V
Vung Linh có giá khoảng 150 triệu đồng Việt Nam, cộng với thiết kế khá dễ thương. Nhưng vấn đề đơn giản không chỉ là mua công nghệ, bởi nếu chỉ đặt hàng mua công nghệ thì họ chỉ bán cho anh cái sản phẩm đã hoàn thiện, chứ đâu có bán cho anh cách sản xuất ra cái công nghệ đó. Giống như anh đã bỏ tiền mua phần mềm của Windows vậy, chứ có mua được mã nguồn của Windows để viết ra cái Windows mới mà bán đâu. Nhà sản xuất tư bản nước ngoài không ngu để bán công nghệ cho người khác, nếu có bán chỉ là bán những công nghệ lỗi thời, lạc hậu mà thôi. Dĩ nhiên, khi đã không tự sản xuất ra được mà phải nhập ngoại thì giá thành sản phẩm sẽ bị đẩy lên cao, đắt hơn giá trị thật và không có tính cạnh tranh. Bởi thế, muốn phát triển cho ô tô, các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc đều phải phát triển từ cái gốc đi lên, là lấy từ công nghệ luyện kim, cơ khí để tạo ra được khung, gầm, ô tô đạt tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao. Sau đó, dần dần mới tiến đến những xa hơn như thiết kế và chế tạo động cơ. Không có quốc gia nào không làm nổi cái xe đạp lại có khả năng chế tạo ra cái ô tô cả. Mọi người liệu có biết rằng trước khi trở thành cường quốc ô tô của thế giới thì Hàn Quốc và Nhật Bản là cường quốc luyện kim chế tạo máy của thế giới hay không? Có biết rằng trước khi thành công với ô tô, họ đã trải qua một thời gian dài làm những vật dụng gia đình như TV, máy lạnh, tủ giặt để có kinh nghiệm và trình độ về công nghiệp chế tạo máy. Không những chỉ là chế tạo và nội địa hóa, mà muốn thành công thì anh phải tối ưu dây chuyền sản xuất của mình, làm sao để tạo ra sản phẩm mà giá thành lại phải rẻ hơn hẳn những hãng khác. Đây chính là lý do vì sao mà nhiều nước có nền công nghiệp nặng, trình độ cao như Nga, mà ngành công nghiệp ô tô của họ chết ngọt củ tỏi từ lâu. Đây là hình ảnh chiếc xe Zeta, xe hơi điện giá rẻ khoảng 7.000 đô la Mỹ của Nga, có thể chạy liên tục 560 km mới phải sạc pin. Người Nga thừa sức tạo ra những miếng thép, cái ốc vít, động cơ để lắp vào phi thuyền, phóng lên vũ trụ khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Nhưng do không có kinh nghiệm tối ưu hóa cho nên sản phẩm của họ làm ra không có tính kinh tế để cạnh tranh với xe của Nhật, của Hàn Quốc. Và khi ông Phạm Nhật Vượng nếu tuyên bố mở nhà máy chế tạo luyện kim gang thép chất lượng cao để cung cấp phụ kiện ô tô đạt chất lượng quốc tế như Toyota hay BMW thì có thể tin được. Chứ anh chém gió bảo sản xuất ô tô để cạnh tranh ngang hàng với Toyota và BMW thì không bao giờ. Bởi nên nhớ, để duy trì được một dây chuyền sản xuất ô tô hoạt động có lãi thì mỗi năm dây chuyền đó phải sản xuất ra khoảng 300.000 chiếc ô tô. Bởi vì nếu sản xuất thấp hơn con số này thì càng hoạt động, càng duy trì thì sẽ càng lỗ lớn. Ông Phạm Nhật Vượng liệu có đủ khả năng để đá đít Toyota ra khỏi thị trường Việt Nam để đạt được con số này hay không? Anh Vượng có nhiều tiền thì cũng chỉ có 4,5 tỷ đô la nhất Việt Nam mà thôi, chứ so với thế giới không là cái gì. Vậy liệu anh có đủ tiền để duy trì bù lỗ như chính phủ Mỹ đang bơm cho hãng GM hay không? Tất nhiên, cái mà tôi suy tư không phải là việc anh Vượng có thành công với cái ô tô của mình hay không, mà vấn đề ở đây là có nhiều kẻ bơm thổi cái ô tô đồ chơi của anh Vượng trở thành thương hiệu quốc gia, rồi khi nó làm ăn thua lỗ như các quốc gia khác, lúc đó chính phủ sẽ phải bỏ tiền thuế của dân ra để duy trì và nuôi bò cổ số ô tô này. Cũng nên nhớ, Vinashin diễn ra gần chục năm và mất khoảng 4 tỷ đô la, còn mỗi năm để duy trì cái thương hiệu quốc gia như của anh Vượng thì mất từ 3-4 tỷ đô la đó. Đây là hình ảnh ông Tổng Giám đốc Toàn cầu của VinFast Michel giới thiệu mẫu xe VF-E35 tại triển lãm xe hơi Los Angeles vào hôm 17 tháng 11 năm 2021. Các bạn hô tự hào Việt Nam lúc đó liệu xem có sẵn sàng bỏ tiền túi của mình ra để nuôi cái của nợ đó hay không? Thỉnh thoảng có các bài báo chính thống lẫn trong các clip trên YouTube có nội dung đại ý cả châu Á kinh ngạc hay ghen tị với Việt Nam mỗi khi Việt Nam có một dấu ấn nho nhỏ nào đó. Chẳng hạn như mang ô tô đến triển lãm ở châu Âu hay Mỹ chẳng hạn, hay đội bóng đá giành một giải gì đó. Đấy là quyền tự do ngôn luận thôi. Những người viết bài này làm clip như vậy có thể để bản thân họ cũng hoang tưởng, nhưng có lẽ chính xác hơn là họ biết khai thác tính thích tự huyễn hoặc dễ tự mãn của một phần không nhỏ trong dân số của Việt Nam. Nếu bình tĩnh mà ngẫm nghĩ thì có thể thấy cả hai lĩnh vực bóng đá và ô tô tuy khác hẳn nhau nhưng Việt Nam đều xây nhà không có móng. Một cái xe ô tô động cơ đốt trong có tầm 30.000 linh kiện, ô tô điện thì ít hơn một chút. Bất cứ hãng xe nào muốn thành công có lãi phải chủ động được phần lớn số linh kiện đó.
ai mà có ô tô đi mua phụ tùng đều có thể thấy cái gọi là công nghệ ô tô Việt Nam nó thảm hại như thế nào. Từ những cái cực kỳ đơn giản như mấy cái ốp nhựa, đèn, đóm, gạt mưa, má phanh, lọc dầu, lọc gió, vân vân, còn chẳng sản xuất được, nói gì đến những cái phức tạp hơn. Sản xuất ô tô mà trên 90% linh kiện phải đi nhập thì làm sao tự chủ có sức cạnh tranh và có lãi cho được. Cũng chẳng làm sao mà tự hào là Việt Nam sản xuất được ô tô dạng như thế. Một hãng xe có thành công hay không phải chờ 10 năm mới biết được, không phải mới làm ra cái xe mẫu là khơi khơi đã thành công và tự hào dân tộc. Bây giờ người Việt Nam chịu nghe những lời trái tai, khó chịu, nhưng đi vào bản chất của vấn đề, chịu làm những cái cốt lõi, nền tảng thì mới đi xa và có thành công lâu bền được. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bỏ tin học lễ, hậu học văn, rồi làm gì? Thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội đã râm ran câu chuyện của giáo sư Trần Ngọc Thêm, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, đã nêu trong một tham luận về văn hóa giáo dục rằng nên bỏ tin học lễ, hậu học văn trong giáo dục nhằm phát huy tính sáng tạo cá nhân. Điều này tạo ra hai luồng dư luận trái chiều, một bên là đồng thuận bỏ, một bên là phản đối bỏ. Như vậy rốt cuộc bỏ là tốt hay là không tốt, và nếu bỏ thì bỏ hẳn hay là thay thế. Đây là hình ảnh khẩu hiệu tin học lễ, hậu học văn được treo ở khắp các trường tiểu học. Trước nhất, muốn bỏ hay không bỏ, có lẽ phải đặt ra câu hỏi rằng mệnh đề tiên học lễ, hậu học văn là gì, nó có từ bao giờ? Với mức độ chi phối, ảnh hưởng của nó tới giáo dục Việt Nam ra sao? Thực ra, cho đến lúc này, không ai dám khẳng định câu này là của Khổng Tử, mặc dù trong trước tác của ông đặt nặng vấn đề lễ nghĩa, bởi lễ sẽ giúp con người thấu cảm được lẽ huyền vi trời đất, thấy được ý nghĩa tồn tại, định vị được chỗ đứng của mình trong gia đình, trước xã hội và có cách đối xử thì phải chuẩn mực. Ngoài ra, vì lý do chính trị, Khổng Tử đã nâng lễ lên thành một loại nghi thức cung kính, tôn thờ trời đất, quỷ thần và các bậc tiên vương, vua chúa, quan lại, vân vân. Nghĩa là một phần lễ giúp cho con người biết khiêm nhường, khoan hòa, nhưng phần khác lễ khiến cho con người trở nên mê tín và tôi đòi chính trị. Hậu học văn thời Khổng Tử thì không có các môn hình học, đại số, sinh học, vật lý, hóa học, kỹ thuật, nông nghiệp, địa lý, vân vân. Nhìn chung các môn tự nhiên trên không có trong nền giáo dục Nho giáo, ngoại trừ một số môn trong Nho giáo như y, lý, số nhằm dạy người ta hiểu biết về bói toán, hiểu về chữa bệnh nhưng cũng chỉ là kinh nghiệm thô sơ. Dịch số thời đó là phương toán, hà đồ, lạc thư na ná, tích hợp, thô sơ. Nó không được dạy cho các trường Khổng Nho mà lại dạy ở các thầy chiêm tinh, địa lý. Nó là môn nghiên cứu riêng của các nhà thuật sĩ, vân vân. Và ngay cả các môn xã hội thời đó cũng còn ở mức tầm trường trích cú, như việc viết chữ, học thuộc lòng các bản kinh của người xưa, xem đó là kinh điển bất di bất dịch. Nhìn chung các sự học ở lấy tiên học lễ, hậu học văn của thời xưa chỉ dừng ở mức biết lễ để mà sợ trời đất, sợ quân vương, thờ vua, vua bảo chết thì chết. Biết văn để tranh tài ra làm quan, cũng để thờ vua, để ca tụng nhà vua. Trong ý nghĩa và công dụng này thì đương nhiên biết lễ trước sẽ tốt hơn là biết văn trước. Biết lễ trước sẽ dễ thăng quan tiến chức và có cơ hội tồn tại trong chốn quan trường cao hơn là biết văn trước. Biết lễ trước khỏi lo chết, thấu hiểu vị trí và mạng sống của mình trước nhà vua. Thời đó với học thuật như vậy, chính trị như vậy, cái câu tiên học lễ, hậu học văn là một chân lý, là một mệnh đề có tính thức thời của kẻ làm quan. Đây là hình ảnh các quan lại triều đình nhà Nguyễn thế kỷ thứ 19. Nhưng đến thời hiện đại, tại sao người ta vẫn dùng mệnh đề này trong triết lý giáo dục? Bởi chữ lễ và chữ văn của thời đại tân học, tức là chữ quốc ngữ đã thịnh hành lại mang hàm rộng hơn. Chữ lễ của thời này vừa mang ý nghĩa tôn thờ trời đất, nhà vua, tiền nhân, lại vừa mang ý nghĩa tôn thờ thầy cô, cha mẹ và đặt trọng tâm gia đình, cha mẹ lên cao nhất. Nghĩa là chữ lễ của tân học đã có một bước đi cách mạng, nó đi từ kiếp nô lệ dưới thời phong kiến sang kiếp tự thân vận động của thời hậu phong kiến. Và nó cũng là phần dạy người ta cách đối xử nhân xử thế trong xã hội mới. Chữ văn của thời tân học bao gồm những môn học mới như toán học phương Tây, sinh học,
hóa học, vật lý, địa lý, vân vân. Trên tinh thần này, mệnh đề tiên học lễ, hậu học văn được hiểu là trước nhất phải học cách ứng xử của xã hội loài người, học nghi thức làm người, học đạo đức, hiểu phẩm hạnh, nhân cách là thế nào và trau dồi đạo đức để làm người. Thứ đến mới học tri thức nhân loại để tạo cho mình kỹ năng làm việc, khả năng cống hiến, vân vân. Đó là tinh thần của lễ và văn thời đại mới. Nhìn chung thì hoàn toàn hợp lý, không có dáng dấp của Khổng Tử chi phối trong tinh thần này, mặc dù nó có căn nguyên Khổng Nho. Đến giáo dục xã hội chủ nghĩa, chữ lễ và chữ văn lại được hiểu theo nghĩa khác mà theo định hướng khác. Tuy nhiên, một đất nước có ngàn năm nô lệ Trung Quốc muốn bứt thoát khỏi phận nô lệ, người ta buộc phải bứt thoát từ căn gốc, cội nguồn. Đây là hình ảnh giáo sư Trần Ngọc Thêm cho rằng giả dối đã thâm nhập sâu vào học đường, bệnh thành tích, bệnh phong trào và bệnh dối trá, đối phó đang tồn tại cả người học, phụ huynh và cả nhà quản lý, lẫn tật xấu thứ tư là bệnh giả dối trong giáo dục. Đây là vấn đề đáng bàn và giáo dục giáo sư Trần Ngọc Thêm đang bỏ ngỏ. Thiết nghĩ do bỏ ngỏ này rất nhạy cảm và dễ hiểu trong tình thế của ông, một đảng viên cộng sản, một lãnh đạo trong ngành giáo dục và đương nhiên là một chân trong Hội đồng Nhân dân thành phố. Chính sự bỏ ngỏ không nêu được mệnh đề mới, mệnh đề thay thế mà còn nhấn mạnh yếu tố độc sáng tạo của mỗi tri thức. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bỏ hẳn mệnh đề cũ mà không cần mệnh đề tương đương. Như vậy nghĩa là khuynh hướng bỏ hẳn cao hơn khuynh hướng thay thế, không có dấu hiệu thay thế. Về phần mệnh đề tiên học lễ hậu học văn, cho đến lúc này Việt Nam hầu như không có triết lý giáo dục. Mệnh đề tiên học lễ hậu học văn đã bị biến thành câu cổ động, thành phương châm hoặc giả là khẩu hiệu, nó trở nên trống rỗng, khô khan nên việc bỏ đi hay giữ lại không phải là chuyện đáng nói. Mà chuyện đáng nói ở đây là điều gì đã khiến một mệnh đề triết học trong giáo dục đã bị biến tướng thành câu khẩu hiệu đến như vậy. Và hơn hết, giả sử nó còn sức chi phối trong cái giá trị cổ động của nó thì lễ ở đây là như thế nào, văn ở đây là như thế nào? Xin thưa, trong nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, lễ chẳng phải hiểu ngay từ trứng nước, chập chững bước vào mẫu giáo, người ta đã dạy cái lễ kính bác, yêu bác, tôn thờ bác. Cụ thể, bác ở đây là bác Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì yêu đảng, ghi nhớ công ơn của đảng, tôn thờ đảng, vân vân. Đây là hình ảnh tặng ảnh bác Hồ cho đồng bào xã Hải Sơn, Móng Cái. Lớn lên, cái lễ này còn nặng nề hơn. Nó nặng đến độ một người có chữ làm giáo viên đôi khi phải phó thác phẩm hạnh thân xác của mình cho người của đảng. Nói như vậy để hiểu rằng chữ lễ trong giáo dục xã hội chủ nghĩa nhắm đến cái gì? Và chữ văn trong giáo dục xã hội chủ nghĩa thì ra sao? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đó là một thứ sản phẩm được mua đi bán lại giữa các thế hệ. Thế hệ trước mua được cái chữ bán lại cho thế hệ sau. Người khôn danh thì bán được nhiều tiền, kẻ hiền ngu thì bán không được hoặc bán được ít tiền. Luật chơi giáo dục, và có lẽ phải dùng chữ luật chơi ở đây thì mới đúng, là con mạnh được con yếu thua, và người nào càng biết lễ thì càng lên cao. Cũng chính vì chữ lễ đã bị đánh cháo ngay từ trứng nước nên nền giáo dục trở nên thối nát, u ám, bệ rạc và mục rã. Nếu như bỏ câu khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn trong giáo dục xã hội chủ nghĩa thì cũng nên lắm. Nhưng trong nền giáo dục này, số đông lại dùng câu khẩu hiệu theo hướng trên. Cũng có một số không nhiều sử dụng theo hướng mệnh đề triết học và hướng con người đến chỗ nhân bản, tôn trọng phẩm hạnh và đạo đức. Nhưng đây chỉ là con số nhỏ và mức ảnh hưởng của họ như đã thấy hiếm hoi, rất hiếm hoi, tín hiệu xã hội bình an, thiện lương. Và một xã hội mà người ta luôn nắm chớp cơ hội, sẵn sàng đạp lên nhau mà sống, sẵn sàng lên giường với quan chức để tiến thân và sẵn sàng đấu tố đồng môn, đồng liêu, sẵn sàng đoạt mạng của người thân vì một thứ tham vọng nào đó có tất, thì nó nên giữ câu khẩu hiệu này lại hay không? Đây là hình ảnh Phó trưởng Công an quận 10 Thượng tá Hoàng Thanh Hà và nữ trung úy Nguyễn Đình Tố Như đã bị chồng cô Tố Như là cán bộ công an cấp dưới của ông Thượng tá Hoàng Thanh Hà bắt quả tang đang trong khách sạn với vợ mình. Khi một thứ khẩu hiệu trở nên khô cứng và giống tuếch, một phương châm giáo dục vừa hình thức vừa không thật, thì liệu có nên tồn tại hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Hơn nữa, sự tồn tại của nó lại mang dáng dấp của Khổng Nho. Nhưng điều này càng nguy hiểm gấp bội lần nếu như bỏ nó đi mà không có mệnh đề thay thế.
Bởi khi trong một xã hội có nền nếp, có căn cơ thì tính độc lập sáng tạo sẽ phát huy được khía cạnh thiện lương của nó. Ngược lại, trong một xã hội mà nền giáo dục giống như một cái lẩu thập cẩm, xôi thịt, rau cải, xương sẩu, gia vị và độc dược loạn cào cào, nếu phát huy tính độc sáng tạo, chắc chắn cơ hội của cái ác ấy sẽ rất cao, và khi cái ác ấy nó phát triển lên thì sẽ khó mà lường được chuyện gì sẽ xảy ra. Giá như ngay từ đầu ông Trần Ngọc Thêm đề xuất thay đổi mệnh đề hoặc Việt hóa mệnh đề tiên học lễ hậu học văn bằng một mệnh đề mới có tính Việt, ví dụ như học làm người trước, học làm trí thức sau, hoặc học làm người rồi học khoa học vân vân chẳng hạn, thì câu chuyện lại khác. Bởi chí ít nền giáo dục vốn dĩ không có cái cốt lõi triết lý, đừng xem các nguyên tắc tôn chỉ và định hướng giáo dục sau chủ nghĩa là triết học giáo dục, vì nó không phải như vậy, thì rất cần một hệ thống triết lý giáo dục hẳn hoi, sau đó là hành động giáo dục thích ứng. Chưa bao giờ nền giáo dục này cần cầu cứu như bây giờ, và khi cái xấu điều tệ hại đã ngấm vào cơ quan của giáo dục thì việc để nó độc hành là một tai họa cho dân tộc.